Thưa quý vị, thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn quận Ô Môn không ngừng được đẩy mạnh. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Một trong những mô hình mang lại hiệu quả cao có thể kể đến mô hình vận động người dân trồng chôm chôm của tổ dân vận khu vực Thới Sương 2, phường Thới Long. Qua công tác vận động và về chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tích cực hỗ trợ về kỹ thuật phân thuốc, đến nay, mô hình này đã có 41 thành viên tham gia với tổng diện tích 24,5 hecta. Nói chung là ăn thua thời tiết đó, thời tiết nó thuận thì nó trúng thì thấy cũng được. Nếu trừ chi phí thì kiếm năm cũng 40-50 triệu được. Địa phương đã hỗ trợ phân thuốc, với dạng như cũng có tập huấn như đó. Cũng tại địa phương này, những tháng đầu năm 2024, chi bộ khu vực Thới Hòa 1 đã vận động nhân dân đóng góp đổ nhựa tuyến đường cây me với chiều dài 600m, ngang 3m, tổng kinh phí 127 triệu đồng và 568 ngày công lao động. Khi phát động chương trình để mở rộng lộ này ra thì người dân rất đồng tình, ủng hộ. Ví dụ khúc nào nó vô hẹp thì người dân hiến đất, rồi vận động tiền để làm công lộ này. Để cho hoàn thành thiện. Vậy lúc trước là tuyến đường này là nó rất là gầm gành khó đi. Khi cải thiện được cái này á thì các em cũng phấn khởi cho các em đi học. Với các nhà vườn nó cũng tạo cái nền kinh tế cho nhà vườn, giá nó tăng lên. Khi xe nó vô tới chỗ nó lấy được hàng hóa. Qua phát động đầu năm 2024, toàn quận Ô Môn đã đăng ký xây dựng 124 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và hệ thống chính trị. Các mô hình đều gắn liền với nhu cầu thực tế của từng lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực. Từ đó vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Phải khẳng định rằng là cái kinh tế của quận nhiều năm qua đạt và vượt kế hoạch, cái vai trò của dân vận mặt trận là hết sức quan trọng. Bởi vì hiện nay là cái số đoàn viên, hội viên ở trên địa bàn hiện nay là trên 57.000, chiếm gần là 75%. Thì cái kết quả hiện nay đó thì quận ủy chỉ đạo cho mặt trận các đoàn thể tăng cường cái phối kết hợp với mặt trận các đoàn thể tăng gia sản xuất, rồi kết hợp, rồi nhiều cái mô hình thực hiện đạt cái hiệu quả. Đặc biệt là cái mô hình dân vận khéo góp phần phát triển chung cho kinh tế, văn hóa, xã hội. Thông qua các mô hình dân vận khéo đã mang lại hiệu quả, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp xây dựng phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng quận Ô Môn ngày càng phát triển.